Chào anh em nhé, vẫn là chiếc xe huyền thoại. Hôm nay mình lại đến tranh thủ ở đây để đi quay cho các bạn một cái dàn phong lan theo phong cách tự do anh em nhé. Anh Pành này trước đây là đã hay bán phong lan cho mình lúc hồi còn hàng cân ấy. Đến để quay cái dàn phong lan. Ở đây là cái không gian nhà sàn của dân tộc Thái, đồng bào Thái anh em nhé. Đấy. Thì cũng mình sẽ đi từ đây. Dàn này trước các anh ấy treo nhiều nhưng mà giờ anh đã bán rồi, bán bớt rồi anh em ạ. Giờ hôm nay mình nghĩ ra là cái mùa chồn với tam bảo sắc nó đang nở ấy. Nên mình nên quay cho anh em. Đấy, không gian này rất là đơn sơ anh em nhé. Thơm quá. Cái giò tam bảo sắc này thơm quá chú nhỉ. Anh Pành, anh đi làm lâu chưa bác? Vâng. Cái giò này nếu bán thì bán bao nhiêu tiền hả chị? Nhá. Trước anh ấy hay bán lan cho anh mà. Giò thì anh hay bán từ 200, 230 đi. Anh ấy cũng bán đi nhiều rồi đúng không em? Ở trong này nó hơi tối cho nên là tôi phải tăng độ sáng lên một chút anh em nhé. Thì đây là những hàng lan bình thường thôi. Mùa này, năm nay, hôm nay là mùng 4 tháng 5. Thì mình chỉ có, ở đây mùa này chỉ có ý ngọc, thập hoa, tam bảo sắc anh em nhé. Đấy, đẹp chưa? Thập hoa. Đây là một giò chồn lẫn ý ngọc này anh em này. Nó gài sẵn vào mái bờ lô cho nên tôi không dỡ xuống được. Đấy. Lát nữa xuống dưới tôi sẽ quay cho anh em xem. Đấy. Không gian này rất đáng chơi anh em nhé. Đấy. Đây là chậu ý ngọc này. Mình quay ở phía trên thì nó không thể hiện được cái vẻ đẹp của nó. Tí nữa mình sẽ xuống dưới. Đây là chậu phong lan đuôi tròn này. Không gian này rất là gọi là đơn sơ anh em nhé. Đấy, đây là mình quay cái em ở bên ngoài cho anh em xem. Một cái không gian nó cũng rất là đặc thù của miền núi anh em nhé. Ao cá này. Cái này gọi là cái chan à bác? Chan. Đây cái sàn này gọi là chan anh em nhé. Còn đây, quay cho anh em cái bụi kiếm và cái chậu ý ngọc. Các bạn nhìn này. Ý ngọc thì thường là nở vào tháng 5. Ý ngọc thập hoa tam bảo sắc chồn và một số loại khác. Thậm chí là kiếm nữa. Đây, một cái chậu ý ngọc rất là đẹp anh em nhé. Nở rất đẹp luôn. Anh ấy ghép trên một khúc giớn. À, đây là cái cây này là cây mà bọn tôi vẫn hay ăn gỏi cá, gọi là cây mắc có chú nhỉ? Mắc có. Vâng. Đấy. Nhà tôi thì cũng gần nhà của đồng bào anh em người Thái. Trước đây thì ở đây cũng nhiều lan lắm nhưng mà dần dần thì họ lấy cũng hết đi rồi anh em. Đây, chậu ý ngọc đẹp chưa? Lát nữa tôi sẽ lấy cái chậu này làm hình nền luôn. Còn đây là chậu thập hoa. Giò thập hoa anh em nhé. Thập hoa và trên này là cẩm báo này anh em này. Đấy, cẩm báo. Có cả hạc vĩ vi kiểu nữa. Ghép lung tung ở đây. Đấy. Đây là cái này là ống điếu hay cái gì? Cái này là gì? Tục đoạn đúng không? Giò này đã tàn rồi. Ở đây còn nhà nào trồng lan nữa không chú? Có chứ. Nhà ai ạ? Nhà ở đâu ạ?
Đây, tôi quay cái hàng trước này cho anh em xem. Đây là ý ngọc anh em nhé. Ý ngọc. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ý ngọc và chồn anh em nhé. Đây cũng là chồn luôn này. Bên này là ý ngọc và tam bảo sắc. Nó khuất cái này quá, ở trong thì đi hơi vướng. Đó, một không gian quá đơn sơ nhưng mà yên bình nhé. Ở trên này là tán cái cây nhãn này các bạn này. Đấy. Đấy. Đây. Không gian rất yên bình. Quay hôm nay cũng không được ưng ý lắm nhưng mà thôi. À, hẹn anh em vào những video khác nhé. Chào anh em.